Hello anh chị. Hiện tại thì hôm qua em có về được, hôm qua chủ nhật ha. Hôm qua chủ nhật thì em có về được một cặp Honda CR-V. Thì một con là bản L2022 quý anh chị, con này bản L2022 đi 8.000 cây nè. Đi 8.000 cây ha. Còn con kia là đi bản G nha bạn. Bản G2020. Con này thì đi 60.000 quý anh chị. Con này có 785 triệu thôi nha quý anh chị nha. 785 triệu nè. Còn con này em thì em thích xe lướt hơn. Đi ít thì em thích. Đây 2022 đi 8.000 cây. Mỗi năm đi 4.000 thôi. Thì quý chị đợi em xíu ha, em đánh xe ra ngoài khu vực quay xong em quay cho quý chị xem nhé. 8.000 cây thôi quý chị, mới lắm, mới tin luôn. Còn con này cũng còn mới nha quý chị nhé. Con này thì chắc ngày mai em quay thôi, mỗi ngày em quay một xe. Nè quý chị xem này. Đấy. Ở thất nè, mới tin nè. Ở đô nè quý chị. Đây, ở đô 61.000 cây ha. Con này 785 triệu nha quý chị nha. Honda CR-V L, quên, G nha, G2020 nhập Thái quý chị. Con này nhập Thái rồi, con kia xinh xinh rồi quý chị nhé. Này xinh xinh rồi nè. Ok, thì đợi em tí em dọn xe, đánh xe ra một cái rồi em quay quý chị nha. Bữa giờ xe về rất là nhiều quý chị. F9 mới về bán hôm qua, là hôm qua về là bán luôn quý chị. Giờ đi xăng điện nè. Về quá trời luôn, mới đã X8 bên kia 2020 Premium ha. Còn con này bản Signature, Sedona Signature 2021. Về rất là nhiều xe luôn, nói chung bán lên quanh hết rồi quý anh chị ạ. Bây giờ quý chị đợi em tí em đánh xe ra xong rồi em quay quý chị xem con này ha. Con này mới lắm nè, mới tin nè. Trước giờ em cũng không để ý quý chị. Bây giờ mới biết là CR-V nó cũng có tiếng giả lập, bôi giả lập quý chị nha. Đây nè em đạp, không biết có hôm qua điện thoại lọc âm thì có nghe được không. Đấy. Tiếng đó thì tiếng bôi giả lập nha quý chị nhá, không phải là tiếng động cơ đâu. Nếu mà tiếng động cơ thì sẽ nó âm thanh rất khác, tiếng vù 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 vù. Trước giờ mới để ý luôn ấy. Thì sắp đến điểm quay rồi, thì em đến điểm quay em quay cho quý chị xem nha. Rồi bữa là có 8.000 mấy trăm cây thôi, hiện tại thì lên 9.000 cây rồi nha quý chị nhá. Anh em cũng đánh ra đánh vô đi quay này kia đó, rồi chạy thử với khách nữa. qua cũng chạy thử với khách nữa, hôm qua 8.900 tới 900 mấy á. Giờ này thì lên 9.000 rồi. Đây, sắp đến điểm quay rồi quý chị. Hôm nay sẵn tiện quay này, khỏi mic, khỏi ấy luôn quý chị ơi. Khỏi cần mic, khỏi cần gimbal luôn, hơi rắc hơi luôn, rung một tí thôi. Nói chung là động cơ của CR-V thì có 1.5 turbo thôi, nói chung không khỏe lắm quý chị nha. Đi đủ dùng, nói chung đủ dùng. 1.5 thì tiết kiệm nhiên liệu. Turbo thì khi mình đạp ở cao tốc này kia thì nhanh thôi, còn đi trong nội phố thì nó yếu. Khi mà quý chị ve lùi xe, nếu mà lùi á thì cũng rất là yếu, vì động cơ có 1.5 mà. Thì, theo con này em, theo em thấy thì con này thì quý chị mua bây giờ hiện tại thì nó rẻ, tiết kiệm được mấy trăm triệu so với xe mới quý chị. Thời điểm 2022 quý chị mua con này tỷ 3, tỷ 4 bây giờ thì nó rẻ lắm. Đây, hiện tại thì giờ chỉ có 945 triệu thôi. Còn em có một con đi 30.000 cây nữa nha. Hai con 2022 bản L xinh xinh hết, y chang nhau hết luôn. Con kia thì đi 30.000 em bán 925, còn con này thì em bán là 945. Con này đi ít hơn quý chị ha. Đi ít thì nói chung là mình phải mua cao hơn thì mới mua được xe nha quý chị á. Nếu mà mua đi ít, xe đi ít á, mình mua bằng cái giá xe mà đi nhiều á thì cũng khó mua được xe lắm quý chị. Mua cao hơn thì mình bán cao, mua thấp mình bán rẻ thôi nha quý chị á. Thì con này thì bán full rồi, mẫu thì mẫu cũ thôi, không được mẫu mới. Nếu mà được mẫu mới thì giá nó khác nữa quý chị ạ. Hiện tại thì CR-V mà mẫu mới xe lướt thì em chưa thấy đâu. Em chưa thấy con nào lướt hết quý chị ạ. Đây, nội thất màu trắng nha. Con này mới về hôm qua là rửa luôn rồi, chạy thử luôn hôm qua. Đúng là hôm qua có khách cọc rồi đó. Nhưng mà hồ sơ ngân hàng này kia thì nghe nói anh cũng nợ xấu nhóm 1, nhóm 2 gì đó thì không làm được. Thì anh em kêu bảo bán lại quý chị nha. Bảo bán lại đấy. Đó, đẹp chưa? Mới tin. Có mấy điểm đá nó văng lên nè quý vị, uổng ghê á. Xe đi hay bị đá văng quý vị. Đây. Anh em thấy đâu đây, bên này con vết đây. À đây, cái này không phải. Đó, đẹp lắm quý chị, xe nút sơn liền lạc.
đi 8.000 cây à. Nhiên liệu tiết kiệm, khá tiết kiệm như vậy. Đi ngoại đô thị nè, máy 1.5 cho nên có 5 lít mấy trên 100 cây thôi. Còn đi kết hợp thì 7 lít trên 100 cây như vậy. Đi đô thị thì 9 lít. Nếu mà xe 7 chỗ mà đi 9 lít thì cũng khá là tiết kiệm đúng không quý vị? Nếu mà quý chị mà đi xếp 8 thì nó khoảng rơi vô tầm 12-13 lít. Hoặc Santa Fe, Sorento cũng vậy, cũng 12-13 lít đúng không quý chị nhé. Anh à, chị đợi em tí nha, em dài gimbal cho nó đỡ lắc, coi cho nó chất lượng nó tốt hơn quý chị. Rồi, quý chị thấy chất lượng âm thanh có tốt hơn không ạ? Gắn mic vô nó khác hẳn lên quý chị. Với lại cũng đỡ rung, đỡ lắc hơn nè, em cố gắng gimbal vào rồi ha. Thì nãy đang nói về nhiên liệu. Thì cái dòng 5+2 á, thì CRV thì nói chung là em thấy là tiết kiệm nhất ha quý chị ha. Nếu dòng xe hạng phân khúc SUV hạng D thì CRV tiết kiệm nhất vì động cơ có 1.5 turbo thôi. Kể cả như dòng Peugeot 5008 thì cũng máy động cơ cũng là 1.6 turbo, nhưng mà Peugeot thì xe của Âu quý chị, họ không có tiết kiệm bằng xe Nhật đâu quý chị nhé, không tiết kiệm bằng xe Nhật đâu. Rồi về hệ thống an toàn thì con này Sensing rồi, thì sẽ có như radar này quý chị nhé, radar phanh khẩn cấp và Adaptive Control bám đuôi nha quý chị nhé. Phanh khẩn cấp và Adaptive Control thì cũng khá là ok đó. Còn nhập Thái hồi trước em không biết sao nha, em không biết tại sao mà sao xe nhập Thái thì quý anh chị mua đắt hơn. Không biết, thì không biết là do giá mới đắt hơn hay sao như thế nào em không biết chứ. Thật sự nha, nếu mà đi Sensing thì có nhiều chế độ an toàn hơn, vì nó có cái chế độ an toàn Honda Sensing nữa quý vị, như cái Adaptive Control nè, rồi phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm nè, rồi đánh lái giữa làn chủ động nè, cảnh báo rạch làn nè, có rất là nhiều luôn, nhiều công nghệ luôn. Nhưng không biết tại sao quý anh chị lại chuộng nhập Thái hơn. Theo em thì em thấy nếu mà mua Sensing thì ok hơn, giá rẻ hơn và nhiều công nghệ hơn ha quý chị ha. Hệ thống đèn thì cũng nói chung thì bản L thì nó full LED nha quý chị nhé. Trước giờ nó vẫn full LED. Nè, LED nè, LED định vị ban ngày nè, đèn LED hết, ánh sáng trắng hết nha quý chị nha. Cảm biến thì con này là một con xe 1 tỷ mấy nhưng không có cảm biến trước nha quý chị nha. Lạ một cái là một xe 1 tỷ mấy, không có cảm biến trước luôn. Không có cam 360 luôn. Nhưng mà được có dàn lốp Michelin. Dàn lốp Michelin rất êm giống cái gì, lớp Michelin thực sự là đi trước giờ em đi bao nhiêu cái dòng xe rồi mà xe lớp đi lớp Michelin vẫn là êm nhất nha quý chị nhé, vẫn là êm nhất. Và nếu mà quý chị mà xe chưa có lớp Michelin á, độ lên cũng rất là tốn tiền. Em không bán lớp nha, em không quảng cáo lớp nha. Em không bán lớp cũng không quảng cáo lớp nha. Ok, nhưng mà quý chị nào muốn đi xe êm ái cứ độ lên dàn lớp Michelin thử đi, xe êm chắc chắn hệ êm hẳn luôn cho quý chị nha. Gương gập điện, lồng gương chính điện, không có tích hợp xi nhan báo có tích hợp xi nhan báo rẽ nha, nhưng không có cảnh báo điểm mù. Một xe tỷ mấy cũng không có cảnh báo điểm mù luôn quý vị ạ. Và bên trong xe thì được trang bị ghế da nè. Ghế da. Ghế tài được chỉnh điện 10 hướng nha quý vị ạ. Chỉnh điện 10 hướng có bơm lưng nè. Bơm lưng, rồi bơm lưng lên xuống này kia luôn. Như nãy em có nói á, thì ở Honda Sensing á thì nó sẽ có nhiều chế độ an toàn như đây. Để điểm lùi ghế ra. Như đây nè, đó, hiển thị hết ở đây. Là cảnh báo tiền va chạm nè quý chị, giống như phanh khẩn cấp vậy á. Đây. Giống như phanh khẩn cấp ở trên Carnival mình muốn tắt đi vậy đó. Đây nè. Cái này không thể tắt được hay sao ta? Carnival, ở trên Carnival thì có thể tắt được nha quý vị nha. Nhưng mà khi mà tắt máy, khởi động máy lại thì cái đó nó sẽ tự động khởi động lại nha quý vị nha. Không có tắt được bình viễn ha. Khi tắt máy, bật máy thì sẽ tự động bật lại. Ở đây có cảnh báo rạch làn nè quý anh chị. Cảnh báo rạch làn nè, bật tắt cảm biến. Nhưng mà cái này xe này chỉ có cảm biến sau thôi chứ không có cảm biến trước, mà bật tắt làm gì. Rồi, cúp điện. Rồi, chống hệ thống chống trơn trượt ha quý vị ha. Ở đây có Cruise Control. Cruise Control thì mình bấm cái này em chẳng biết bấm đâu này. Đây là nút bật Cruise Control. Khi set Cruise Control thì bấm này set tốc độ ha. Còn đây set về cái bấm đuôi. Còn đây có đánh lái giữa làn chủ động. Thì theo em thấy thì em đi cũng nhiều lần rồi mà set khi set mà cái đánh lái giữa làn chủ động á quý vị, nó đọc làn đường dở lắm nha. Nó không có như xe hàng đâu. Quý chị ngồi trên con Sportage hay con Sorento hay con Carnival Santa Fe đó, khi quý anh chị mà đánh lái dưới làn chủ động nha, nó bấm làn rất là tốt luôn. Mà dòng này em thấy nó bấm làn dở lắm, nó đọc làn yếu lắm quý chị. Cần số thì nằm ở giữa đây. Có nhiều anh chị kêu thô nhưng em thấy nó lạ, vẫn đẹp ha, không có xấu.
nó nằm ở giữa đây, nó không phải nằm ở dưới bề từ tây mà nó nằm ở đây. Màn hình giải trí con này màn hình cơ bản thôi, nói chung khoảng 90 inch gì đó. Quý chị nào mà muốn lên màn Android thì có thể độ lên màn Android hoặc là hát màn bằng Android Box cũng được nha quý chị nha. Không thì mình kết nối Bluetooth để nghe nhạc chủ yếu thôi, nghe nhạc xong rồi xài. Ở đây em thấy có Apple, ủa à, giống như xài Apple CarPlay có dây vậy quý chị. À, không biết phải. Không 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 thấy, không thấy Apple CarPlay Android Auto quý chị. Ơi, ghế phụ chính điện luôn nha quý chị nhé. À, ghế phụ chỉnh cơ nha quý chị nhé, không chắc có chính điện nha. Rồi có sạc không dây ở đây nè. Sạc không dây, phanh tay điện tử. À, bất kỳ hâu giống như là auto hâu gì đó quý chị ạ. Nghe gọi đánh tay bật tắt volume ở bên này, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn quý chị ạ. Đây. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama ha. CRV thì nếu mà theo em thấy thì nó ngồi là chật nhất phân khúc đó quý chị. Chật nhất, chật ngang ngang với lại Peugeot 5008 á. Ủa chị nào mà đi có nhà có 5 người thì đi con này thì được, chứ mà nếu 7 người mà đi thường xuyên á, đi con này khá là chật á quý chị ơi. Chật á, con này mà đi 7 người chật lắm. Đây, hàng ghế hai nếu mà ngồi không mấy thì rộng, nhưng mà khi kéo lên thì cũng chật nít nè. Ghế nó cũng nhỏ quý chị, nó không được to, ghế nó không được lớn như là ghế của C8. Mà C8 ngồi đủ 7 người cũng chật à quý vị. Nói chung là dòng 5 cộng 2 không có dòng nào em thấy mà ngồi rộng hết trơn á. Nếu mà 7 chỗ thì chỉ có em thấy có Sedona hoặc Carnival là ngồi rộng thôi, chứ còn thực ra trước giờ em ngồi chưa con nào mà thấy rộng hết. Hàng ghế 3 chủ yếu để cho em bé ha. Em bé ngồi là ok nhất. Rồi quý chị nào tham khảo dòng này alo em ha. Xe vẫn cam kết cho quý chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không ngập hộp số máy móc nguyên zin nha quý chị nha. Xe tất cả trước giờ em bán ra đều có cam kết như vậy hết. À, không đâm đụng, không ngập nước này, không gầm hộp số máy móc nguyên zin, cái đó là cái gọi là cái uy tín, cái chất lượng rồi, chất lượng nhất của xe rồi. Sơn si nói chung là xe đi 8.000 em vẫn có nói là xe có chạy xước chứ không phải là xe sơn zin 100% nha quý chị nha. Nước sơn còn đẹp thôi chứ không phải là sơn zin 100% nha quý chị nha. Xe đi 2 năm rồi, đi 8.000, ê, hiện tại là 9.000 cây, hiện tại là 9.000 cây nhưng mà chắc chắn sẽ có chạy xước. Quý chị nào tham khảo dòng này thì cứ alo em. Vẫn hỗ trợ vay ngân hàng 70% bằng định giá ngân hàng nha quý chị nhé. Vẫn hỗ trợ 70% định giá ngân hàng. Con này thì quý chị muốn vay á thì trả trước đâu đó khoảng 400 triệu nhận xe nha quý chị nha. 400 triệu nhận xe. Lãi suất hiện tại là 0.71% trên tháng nha quý chị. Quý chị đã tham khảo alo em nhé. Cảm ơn tất cả quý chị theo dõi hết video. Xin chào, hẹn lại quý chị clip tiếp theo ạ.